Đây là đường Võ Văn Kiệt này cô chú anh chị. Số 39 ha, có hủ tiếu mực, bún thái, lẩu. Chung là có cái không gian thoáng mát đó cô chú. Đến cái địa điểm chỗ này để thưởng thức ha. Rồi xin mời cô chú anh chị. Hôm nay đến quán ở đường Võ Văn Kiệt có hủ tiếu mực này cô chú anh chị ha. Cái giá ok, cái mực không thiếu mực luôn chú, quá trời mực trứng luôn rồi chú, hủ tiếu mực của chú ơi, hủ tiếu mực thấy có gạo luôn đó. Có bảng giá luôn để quay cái bảng giá cho cô chú tham khảo ha. Đường Võ Văn Kiệt rồi cô chú. Mực 35, mực chả 39, rồi mực tôm 39, mực đặc biệt 49, mực thập cẩm 49. Rồi có món thêm, mực thêm 20, tôm thêm 20. Chả cá viên, súp thái ha, chung là được gọi như kiệt. Siêu để đọc địa chỉ cho cô chú của em ở đây mình số mấy cho anh kiệt chứ? Ở đây mình số mấy cho anh kiệt chứ? Số 39 hả? Rồi rồi. Số 39 cho anh kiệt cho cô chú anh chị. Chủ yếu ở đây bán hủ tiếu mực ha. Mời cô chú đến số 39 cho anh Kiệt. Rồi xin mời. Không gian quán cũng khá rộng nha cô chú anh chị, thoáng mát ha. Hủ tiếu mực số 39. Rồi xin mời cô chú anh chị đến quán ha.